Xin chào quý khách hàng, hôm nay đại diện công ty Toàn Thắng GS, tôi xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng phần mềm giám sát trực tuyến để theo dõi nhiên liệu của xe có lắp cảm biến xăng dầu. Thì trước hết thì các bạn phải truy cập vào cái tài khoản chúng tôi cung cấp sau khi đã lắp đặt thiết bị định vị xong. Thì các bạn truy cập vào trang web là định vị gps.net. Sau khi các bạn lắp đặt xong thì thường chúng tôi sẽ cung cấp một tài khoản khách hàng user và mật khẩu password. Thì như tôi sẽ vào đây tài khoản demo của xăng dầu là demo fuel, mật khẩu là định là 123456. Đấy, như các bạn vào đây thì trong cái tài khoản này chỉ có một xe thôi. Thì các bạn khi vào đây thì các bạn muốn xem vị trí xe, các bạn kích chuột trái vào cái biển số xe bên trái đây thì ra vị trí xe bản đồ. Thì đây là dạng bản đồ đường xá Street View. Thì đây có ghi là tôi có thể dùng cái nút zoom nhỏ lại để các bạn nhìn rõ hơn đây là khu vực nào. Đây là khu vực xe gần với thành phố Thái Nguyên. Thì ở đây có ghi vị trí là cống cân 100 tấn công ty gang thép Thái Nguyên 1B Cam Rá, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam. Thì trong cái thiết bị này là có lắp cái cảm biến xăng dầu của chúng tôi. Thì các bạn muốn xem nhiên liệu còn lại trong bình thì có hai cách. Các bạn có thể nhìn bên phải biểu một cái bảng bên phải đây có ghi rất nhiều thông số. Thì trong cái bảng có một cái thông số gọi là nhiên liệu còn lại là 45,71 lít. Nhưng nhìn ở đây thì còn nhiều thông số khác. Nhưng ngoài ra thì để tiện cho nhìn nhiên liệu thì các bạn lên nhìn sang bên trái một cái bảng rất là rõ ràng đây, có hình ảnh mô tả. Thì nhiên liệu trong cái xe này là tổng nhiên liệu của bình là 200 lít, thì nhiên liệu còn lại của bình hiện tại là 45,71 lít. Đây là nhìn nhiên liệu còn lại trong bình. Cái thứ hai thì khách hàng thường quan tâm đến là lượng nhiên liệu tiêu thụ trong ngày như thế nào. Thì các bạn sẽ vào đây, vào phần mở rộng, vào phần thống kê nhiên liệu. Đấy. Đây và mặc định sau khi kích vào thông nhiên liệu thì trong đây nó sẽ chọn ngày luôn là ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5 để xem luôn. Và ví dụ như tôi kích vào chữ tìm. Đấy, như vậy là đây nó sẽ ra thống kê nhiên liệu của ngày 29 tháng 5 2016, xe này di chuyển thì nhiên liệu của ngày hôm nay tiêu hao là 23,89 lít. Quãng đường đi được là 70,48 km. Đấy, nó đã thống kê chúng ta tính toán rất là rõ ràng. Các bạn có thể nhìn thấy đây là các cái đường thẳng thì nó tức là xe tiêu thụ bắt đầu đi giảm dần dần đây thì nó bắt đầu tiêu thụ đấy. Có trên mỗi cái biểu đồ này chúng tôi đều có ghi rõ thông số là tốc độ và nhiên liệu bao nhiêu đấy. Đấy, các bạn nhìn rõ đây như một điểm này, điểm của thống kê nhiên liệu đấy. Ngày trên 5 và 5 giờ 31 phút thì nhiên liệu là 65,29 lít và ghi 57 km/h. Ngoài ra thì đây là nhiên liệu trong ngày thôi. Thế còn ngoài ra thì các bạn để nhìn rõ trực quan hơn, các bạn nên chọn một thời gian dài để các bạn thống kê nhiên liệu rõ ràng hơn. Và chọn ví dụ chọn ngày 20. Đấy, như vậy nó sẽ vẽ ra cho chúng ta một cái biểu nhiên liệu từ ngày 20 đến ngày 29. Thì ngày 20 thì là xăng dầu nhiên liệu còn khoảng 100 lít, khoảng lửa bình. Thì sau khi đi làm việc thì xe bắt đầu giảm dần nhiên liệu và đến cái mức thấp là 31 lít là mức đỏ ở trên kim xăng thì bắt đầu là lái xe đã bắt đầu đi đổ dầu. Và cái biểu đồ đổ dầu thì khi mà đổ dầu, khi xe dừng mà đổ dầu thì nó sẽ báo một đường thẳng đi lên như thế này. Đây, đổ dầu được 187,07 lít. Và sau khi đổ xong thì xe bắt đầu di chuyển và đi làm việc. Những cái đoạn đi ngang này tức là xe di chuyển không tải. Và những cái đoạn mà có đường chéo xuống dốc như này tức là xe di chuyển mà có tải. Với tải lớn thì nó sẽ di chuyển dốc nhiều, còn tải nhỏ thì nó dốc ít hơn. Đây ví dụ đây là dốc ít hơn. Đấy, những đoạn dốc thẳng đứng là tải rất là lớn. Ngoài ra thì các chủ xe thường quan tâm đến là lái xe của mình đi thì có ăn cắp dầu hay không. Thì các bạn nhìn biểu đồ trong một khoảng thời gian dài như này, các bạn sẽ nhìn thấy là những cái điểm thẳng như này này, những điểm đổ dầu thì tương ứng với điểm thẳng như này thì nó sẽ là rút dầu. Và khi đang một điểm từ trên cao tụt thẳng xuống như này thì tức là rút dầu. Còn những cái điểm mà đi chéo như này thì chắc chắn không phải rút dầu, là do làm việc thôi. Đấy, thì đây là biểu đồ trực quan của toàn bộ quá trình tiêu thụ nhiên liệu của xe. Thì biểu đồ rất là đẹp, nó sẽ có dạng như này. Đấy. Đấy thì đây là cái phần hướng dẫn sử dụng của tôi về cách xem biểu đồ nhiên liệu và thống kê nhiên liệu và nhiên liệu của xe. Thì có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể gọi lên số hotline chúng tôi để tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.